Chào mừng anh em đã trở lại với bản tin của Chôn Bóng Đá. Mới đầu tháng mà đã kẻ khóc người cười, Juventus, Man United, Nam Định cùng chung niềm vui thắng đậm. Barca khóc thầm vì lại tự bắn vào chân mình. Thị trường chuyển nhượng cũng đang nóng sau những thương vụ trao đổi của Barca và Juventus. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết của ngày 1 tháng 7. Ronaldo nã rocket, Juventus giữ vững ngôi đầu. Anh Bảy đã thể hiện kỹ năng thượng thừa của mình bằng việc solo từ giữa sân và ghi bàn từ khoảng cách 30m, góp công giúp Juve thắng chủ nhà Genoa 3-1 trong trận đấu sáng nay. Những tưởng họ sẽ gặp khó với Genoa, một đối thủ chả dễ chịu chút nào với anh Bảy và đồng đội ở những mùa giải gần đây. Thủ thành Perin thi đấu ấn tượng trong hiệp 1 nhưng tỏ ra bất lực trước các siêu phẩm của hàng công Juventus trong hiệp 2. Phút 50, Dybala thực hiện pha đột phá và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, mở tỷ số của trận đấu. 6 phút sau bàn thắng của cầu thủ người Argentina, tới lượt Ronaldo lên tiếng. Tiền đạo 35 tuổi đi bóng từ giữa sân trước khi tung ra cú sút căng hiểm hóc ở khoảng cách 30m, không cho thủ môn Perin cơ hội cản phá. Có thể thấy rằng, đã rất lâu rồi ta mới lại được chứng kiến bàn thắng mang đúng thương hiệu CR7 thời niên thiếu như thế. Đội khách tiếp tục thi đấu thăng hoa và có bàn thắng thứ 3 phút 73. Từ đường chuyền của Dybala, Douglas Costa thực hiện cú cứa lòng, đưa bóng vào góc xa khung thành, khiến thủ môn Genoa chỉ biết đứng nhìn. Chỉ khi Ronaldo và Pjanic được rút ra thì chủ nhà Genoa mới có cơ hội rút ngắn tỷ số. Ở phút 76, khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Juve, Pinamonti sút bóng ở góc hẹp tung lưới đội khách. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 thuộc về Juventus, đoàn quân của huấn luyện viên Sarri giữ vững ngôi đầu với khoảng cách 4 điểm so với đối thủ bám đuổi Lazio. Trong khi đó, Genoa chỉ cách nhóm xuống hạng có 1 điểm. Atletico cầm hòa, Barca dâng ngôi vương La Liga cho Real Madrid. Trận đấu trên sân Camp Nou diễn ra theo cách vô cùng điên rồ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barca đã có bàn mở tỷ số ở phút 11 sau pha phản lưới của Diego Costa. Messi là người thực hiện quả đá phạt góc hiểm hóc khiến tiền đạo đội khách lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà. Phút 15, Atletico Madrid được hưởng quả phạt đền sau tình huống Vidal đốn ngã Carrasco. Diego Costa là người thực hiện nhưng không thể đánh bại được Ter Stegen. Trong khi cầu thủ đội chủ nhà đang ăn mừng, VAR vào cuộc và xác định Ter Stegen đã di chuyển trước khi đối thủ tung cú sút, Atletico Madrid được thực hiện lại quả phạt đền. Saúl bước lên và không mắc sai lầm để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Kịch tính được đẩy lên ngay ở đầu hiệp 2, Nelson Semedo mang về cho Barca quả 11m sau một nỗ lực đột phá vùng cấm. Messi tự tin thực hiện cú Panenka đánh lửa Oblak. Đến phút 61, chính Semedo lại trở thành tội đồ với pha truy cản trái phép Carrasco trong vòng cấm. Trọng tài một lần nữa chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội khách. Saúl tiếp tục là người thực hiện và anh buộc Ter Stegen phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Huấn luyện viên Setien cố gắng đưa ra những sự điều chỉnh, Ansu Fati, Griezmann vào sân nhưng không thể giúp Barca xuyên thủng hàng thủ Atletico. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Đây có thể coi là một thất bại với Barca bởi họ đã để Real gia tăng khoảng cách lên thành 4 điểm khi mùa giải đang trôi về những vòng đấu cuối. Man United tiếp đà thăng hoa, kéo dài chuỗi 15 trận bất bại. Trước Man United đang có phong độ đầy ấn tượng, Brighton nhập cuộc thận trọng với đội hình lùi sâu. Đội chủ nhà bố trí các cầu thủ ở hàng thủ số đông, nhưng vẫn không thể ngăn các cầu thủ Man United tung cú dứt điểm. Phút 12, Bruno Fernandes tung cú đá từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi dội cột. Chỉ 5 phút sau, Mason Greenwood đã mang về bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Phút 30, đến lượt Bruno Fernandes tiếp tục tung cú sút sau đường chuyền của Pogba. Bóng chạm một hậu vệ rồi đi với quỹ đạo khó chịu, khiến Matt Ryan bó tay. Hiệp đấu đầu tiên khép lại với lợi thế hai bàn nghiêng về phía quỷ đỏ. Đoàn quân của huấn luyện viên Ole tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2 và sớm có thêm bàn thắng. Bruno Fernandes ghi tên lên bảng tỷ số với một cú sút bóng sống ở cự ly gần, không cho Matt Ryan cơ hội cản phá. Và trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 dành cho Man United. Họ đang dần thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn 2 điểm, đồng thời nối dài mạch trận bất bại lên con số 15, trong đó có 11 chiến thắng và 4 trận hòa, ghi 38 bàn, chỉ thủng lưới có 4 bàn. Cuộc đua vô địch Premier League bây giờ mới chính thức bắt đầu. Mày không hớt được bao con trai, Toby không tình yêu. Kết quả loạt trận còn lại vòng 7 V-League, Văn Quyết đá hỏng phạt đền, Hà Nội thua đau trước Sài Gòn FC.
Có đến hai cơ hội ngon ăn nhưng Văn Quyết đều bỏ lỡ đáng tiếc khiến đội nhà phải nhận thất bại 0-1. Câu lạc bộ Hà Nội gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Sài Gòn FC nhanh chóng sốc lại đội hình, bịt mọi khoảng trống trước khung thành của thủ môn Văn Phong. Nhà đương kim vô địch V-League cầm bóng vượt trội nhưng không tạo ra tình huống nào nguy hiểm. Sang đến đầu hiệp 2, câu lạc bộ Sài Gòn bất ngờ có bàn mở tỷ số phút 48 sau cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Giovane. 10 phút sau, câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền. Văn Quyết bước lên nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xa từ cự ly 11m. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0, đầy bất ngờ dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Trên sân Thiên Trường, Nam Định đã giành chiến thắng đậm đà trước Sông Lam Nghệ An. Sau 4 trận thua liên tiếp và phải thay tướng, Nam Định quyết tâm làm lại từ đầu với mục tiêu giành 3 điểm và lấy lại lòng tin từ người hâm mộ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định dâng cao tấn công và sớm có bàn thắng ở phút thứ 10. Đội chủ nhà thực hiện pha phối hợp đá phạt nhuần nhuyễn, Tony Akpazi đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hoàng. Chủ nhà Nam Định nhanh chóng lấy lại thế trận và gây sức ép. Tuy nhiên, đội trưởng của Nam Định không phải đợi lâu để có bàn thắng chỉ một phút sau đó. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Sông Lam Nghệ An, Melo đệm bóng vào lưới trống để nhân đôi cách biệt. Tới phút 71, chân sút số 19 tiếp tục tỏa sáng bằng cú bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Văn Hoàng. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-0 thuộc về đội bóng chủ nhà. Bayern đạt thỏa thuận với Sané, giá hơi bất ngờ. Sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng Bayern cũng đã có được Sané. Theo đó, Man City sẽ nhận được 55 triệu bảng khi bán đi cầu thủ chạy cánh này. Dự kiến Sané sẽ bay đến Munich trong 24 giờ tới để hoàn thành bản hợp đồng này. Có thể anh sẽ không chơi thêm trận nào với Man City trong mùa giải năm nay. Sané sẽ ký thêm một hợp đồng 5 năm với mức lương 385.000 bảng mỗi tuần so với lương cũ 170.000 bảng mỗi tuần mà anh đang nhận tại sân Etihad. Trước đó, Sané đã từ chối một thỏa thuận được Man City đề nghị. Huấn luyện viên Pep Guardiola thông báo anh sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2021 hoặc thậm chí ngay hè này nếu có câu lạc bộ chi ra số tiền hợp lý. Trước đó thì Sané là trụ cột trong thành tích vô địch Premier League 2 mùa liền của Man City. Anh thậm chí còn được định giá tới 130 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, chấn thương dài hạn và cuộc khủng hoảng hậu Covid-19 khiến mức giá của anh giảm đi hơn một nửa. Do chấn thương, Sané mới chỉ có duy nhất một lần ra sân cho Man City trong chiến thắng 5-0 trước Burnley vào tháng 6 khi được tung vào sân 10 phút cuối trận. Anh gia nhập The Citizen từ Sanker vào tháng 8 năm 2016 trong một thỏa thuận trị giá 52 triệu euro. Sau khi bán Sané cho Bayern, huấn luyện viên Pep Guardiola tuyên bố ông không có kế hoạch mua người mới và xem Phil Foden là sự thay thế xứng đáng bên cạnh những cầu thủ trẻ cánh có sẵn như Bernardo Silva, Riyad Mahrez và Raheem Sterling. Khu vực mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đang muốn bổ sung là ở hàng thủ khi Man City đã để thủng lưới quá nhiều trong mùa giải năm nay. Ai chứ riêng huấn luyện viên CTN không sợ Barca sa thải sau chuỗi trận bết bát. Tôi không cảm thấy bị đe dọa chút nào cả, ông CTN tuyên bố khi được hỏi về tương lai của mình. Thật hổ thẹn, chúng tôi giờ đang gặp ngày một nhiều khó khăn hơn. Việc đánh rơi điểm số thế này đồng nghĩa chúng tôi đã xa rời hơn với chức vô địch, nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực. Atletico là đội bóng xuất sắc. Bất chấp đội nhà mất điểm, CTN không quá thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Tôi khá hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Đúng là chúng tôi đã không thể chiến thắng, nhưng chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt. Không dễ để thắng trước đối thủ này, họ thi đấu rất kỷ luật. Những thông tin trong phòng thay đồ bị lộ cho thấy nội bộ đội bóng đang có nhiều bất ổn. Nhiều trụ cột đã có ý định cự lại vị thuyền trưởng của Barca. Tương lai của ông đang dần tối khi chuỗi trận không thể thắng cứ thế thêm dài. Cán mốc 700 bàn thì mừng, đội nhà hòa thì lại mất vui. Một pha lập công cho Atletico Madrid đã giúp siêu sao Lionel Messi cán mốc 700 bàn trong sự nghiệp, bao gồm cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Một con số mà trước anh chỉ có 4 cầu thủ làm được. Bàn thứ 700 của Messi đến theo một phong cách khá đặc biệt khi từ cú penalty kiểu Panenka đầy ngẫu hứng. Thế nhưng, đáng tiếc đôi chút bởi ngày Messi thiết lập nên cột mốc mới, Barca lại không thể giành chiến thắng. Qua đó, gần như treo ngôi vương La Liga cho đại kình địch Real. Tính ra, trong tổng số 700 bàn Messi ghi được, có đến 630 bàn trong màu áo Barcelona và 70 bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Chiến tích này giúp chủ nhân của 6 quả bóng vàng gia nhập nhóm cầu thủ ghi ít nhất 700 bàn trong sự nghiệp. Đáng chú ý, trong 630 pha lập công cho Barca, Messi thực hiện 441 bàn bằng chân trái, 92 bàn bằng chân phải, 24 lần bằng đánh đầu và các bàn còn lại được ghi bằng các bộ phận khác trên cơ thể. Messi cũng ghi 90 bàn từ chấm 11m và 53 bàn từ những tình huống sút phạt trực tiếp.
siêu sao người Argentina có 264 trận ghi một bàn cho Barca, 133 trận lập cú đúp và 47 trận lập hat-trick, 6 trận ghi poker, 1 trận ghi 5 bàn. Mùa này, Messi đã đút túi 22 bàn cùng 17 đường kiến tạo sau 28 trận ở La Liga, qua đó giúp anh dẫn đầu cả danh sách vua phá lưới lẫn vua kiến tạo. Tuy nhiên, nỗ lực của cá nhân Messi có lẽ là không đủ để giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch tại La Liga mùa giải năm nay. Đến đây thì bản tin của Chôn Bóng Đá ngày đầu tiên của tháng 7 cũng đã kết thúc. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn chuông để đăng ký kênh, thả like và bình luận dưới bài viết. Hẹn gặp anh em vào bản tin tiếp theo.